Chào mừng quý vị quay lại với siêu thị nhà Gò Vấp để được xem một căn nhà giá rẻ Gò Vấp, nhà đẹp Gò Vấp, nhà bán Gò Vấp tại Quang Trung, phường 10 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà một trệt, hai lầu, hai phòng ngủ một kín một hở, hai vệ sinh, sân thượng trước sau và cách hẻm xe hơi 20 mét. Giá 1,5 tỷ. Nhà sổ hồng riêng, diện tích 2,5 m x 4, tổng diện tích sàn sử dụng 25 m2. Nhà mới đẹp, xinh, lung linh, dọn vào là ở ngay, không cần phải sửa chữa thêm gì. Hẻm trước nhà 2 m, khu Vincom Quang Trung, phường 10 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã 5 500 m, đi sân bay 5 phút, tiện đi về phía các quận Phú Nhuận và Bình Thạnh. Nhà đoạn giữa Quang Trung cho nên gần Ủy ban quận, gần Bệnh viện Hồng Đức. Từ nhà ra đường Quang Trung khoảng 200 m, rẽ trái 500 m là Thống Nhất, còn rẽ phải 500 m và là về phía đường Nguyễn Oanh. Đây, chúng ta đang đứng trước nhà để xem hẻm thật của nó. Và giờ chúng ta sẽ nhìn đây để thấy mặt tiền căn nhà một trệt hai lầu, cao đến mức mà không thể nào nhìn được tầng trên và sân thượng. Nhà một trệt hai lầu sân thượng, hai vệ sinh. Chúng ta sẽ thấy là tầng trệt một bếp một vệ sinh. Tầng 1 là một phòng ngủ mở, tầng 2 là một phòng ngủ kín có cửa và có vệ sinh. Và tầng 3 là sân thượng rộng rãi, chứa bồn nước cũng như các cái view để nhìn xung quanh rất là thoáng mát. Và đặc biệt view có thể nhìn được máy bay bay rất là vui và là tiện ích cho những ai nếu mà có họ hàng ở các tỉnh xa về mà ở nhà mình là cứ đem ghế lên sân thượng ngồi nhìn máy bay đáp là sẽ rất tuyệt vời ông mặt trời. Nói về chống ồn thì gia chủ cũng đã xài cửa kính nhựa Euro Window để chống ồn, còn không thì quý vị cứ thay hết, nghe lời bông sản Đông Vũ, cứ thay hết cửa chính và cửa kính bằng cửa nhựa Euro Window, bây giờ cũng không có quá đắt tiền, là cách âm hết và chúng ta sẽ không còn nghe tiếng gì. Tiếng máy bay bay, thật ra hôm nay mình đã cùng với chị khách ngồi cả buổi trưa để test thì nó cũng như tiếng xe máy bay chạy mà thôi. Cho ở những cái căn nhà mặt tiền hoặc là mặt tiền hẻm thông á thì xe máy chạy nhanh qua như thế nào thì cũng như máy bay đáp như thế. Đó là cách chống ồn. Còn đương nhiên với một căn nhà tại vị trí hẻm 275 Quang Trung, phường 10 Gò Vấp thì có giá như thế này là quá mềm. Giá 1,5 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Nhà mới đẹp, xinh, lung linh luôn. Một trệt hai lầu và sân thượng. Vũ đang quay kỹ cho anh chị thấy thật rõ, đây là tầng trệt. Và từ từ chúng ta sẽ tiến lên từng tầng của căn nhà. Giờ cầu thang sắt sơn đen rất là sang trọng cho một cái căn nhà phân khúc, nhà giá rẻ Gò Vấp mà lại còn dán đá đen rất là chắc chắn, đi hoàn toàn không có tiếng kêu lột cộp hay một tiếng động gì, rất là êm ái. Đây, chúng ta đang tiến lên tầng 1, có lan can, ban công rộng, thoáng mát, cửa sổ, quạt, đèn, trần la phong thạch cao, sang trọng, hiện đại theo phong cách mới cho một cái căn nhà nhỏ, giá rẻ, phân khúc thấp mà có ban công như thế này thì quá tuyệt. Tầng 1 được gọi là phòng ngủ hở để dành cho các thành viên độc thân của gia đình, con cháu, em vợ, em chồng, cháu chắc con cái ở, rất là tuyệt vời. Giờ chúng ta sẽ lên tầng 2, thêm một phòng ngủ khác thì tầng 2 này là một tầng dành cho gia chủ, dành cho vợ chồng của gia đình. Cho nên tầng 2 là có nhà vệ sinh anh chị. Và tại ngay đây gia chủ đã rất là chỉnh chu và ý tứ khi không làm ban công nữa, để cho cái phòng ngủ chính của gia đình nó rất là rộng vì nó lấn ra hết cái ô ban công và có cửa ra vào để tạo ra một phòng ngủ kín và có toilet ở trong phòng. Thật
tình mà nói thì Vũ rất khen cho cái anh chủ nhà này đã khá ý tứ và tế nhị trong bố trí, vừa hợp lý vừa tạo cho người ở một cái sự dễ chịu khi lỡ ít tiền mua nhà nhỏ mà lại thích trong cái hoàn cảnh cần phải ở đông người, có em vợ ở đi học, có em cháu chồng ở đi làm, có họ hàng mẹ già chăm sóc cho con cái mình ở quê vô, thì cái tầng 1 là cái tầng chúng ta có thể chạy lên chạy xuống, ở dưới có thể chạy xuống chạy lên mà nó không ảnh hưởng, còn chúng ta thì ở phòng trên này. Còn phơi đồ, phơi đạc, đồ các kiểu thì từ tầng trệt, tầng đất, tầng 1 gì mà lên trên lầu là đều đi lối, đi cầu thang riêng đằng sau, lên tận sân thượng để thực hiện cái sân phơi ngay chỗ này. Chỗ này theo Vũ là chúng ta gắn những cái sào phơi đồ để chúng ta móc phơi thì tận dụng cái không gian ở trên chiếu nghỉ cầu thang. Còn trước đây là một cái sân thượng mà chúng ta có thể vui chơi, ăn uống, trồng cây, phơi đồ liên hoan, uống cà phê sáng, ngồi làm việc buổi tối, đặt một cái bàn nhựa và một cái bốn cái ghế câu cá loại ghế dựa nhỏ là chúng ta có thể có một cái nơi thư giãn, uống cà phê, ăn uống liên hoan, thậm chí ăn cơm gia đình vào những cái ngày hè nóng nực, những cái đêm trăng rằm, chúng ta ngồi đây thì nó rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube Siêu Thị Nhà Gò Vấp để xem thêm nhiều căn nhà giá rẻ khác. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị an khang thịnh vượng.